chim nó chập bay. Bay bay. Xin chào cả nhà. Chào. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Khoai tây dòng tay lạ mà cô chú. Dạ. Khoai tây. Xin chào. Ông bà. Ông bà. Cô chú. Ông ấy. Cô chú. Hôm nay. Cô chú. Mèo. À, mèo mèo đó con. Mèo vậy. Mèo mau. À, mèo mèo đi đi dép đi đôi dép. Mèo mèo đây á. Đạp xe đạp. Xe đạp. Mèo mèo. Xe máy. Em bé. À, má chở em bé chạy xe máy zin zin. Em bé chạy máy. Zin zin. Xe rác. Xe rác. Gru gru. Xe rác kêu gru gru. Xe rác. Câu câu câu. Đó xe rác đó con. Xe rác. Xe rác gru gru. Xe rác câu 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 câu. Máy xúc. Máy xúc. Xe, à xe xúc. Xe máy xúc. Xe máy xúc. Xe máy xúc. Kêu. À xe máy xúc kêu brum brum. Xe kêu. Mèo mèo. Mèo mèo chạy. Mèo chạy. Xe đạp. Xe đạp. Mèo mèo chạy xe đạp. Ấy, ấy. À con con làm rách rồi đó. Kệ nó con ơi, con đừng có làm rách nó. Khoai tây kêu đi. Mèo mèo chạy xe đạp. Mèo xe đạp. Chạy xe đạp. Ấy sốc. Rách rồi. Bé tập đi. Đi. Lọc cà, lọc cọc. Cà, lọc cọc. Chim. Chim, đúng rồi, chim á. Chim bay. Chim đi, lọc cà, lọc cọc. Chim cà, lọc cọc. Chim. Bé tập đi. Đi. Lọc cà, lọc cọc. Nấu. Rồi mở ra mà đây nè. Xe máy. Xe máy. Mẹ chở em bé. Mẹ chở em bé. Tàu lửa. Tàu lửa. Tàu lửa tu tu tu. Em bé. Đó em bé. Rồi nó phải mở ra em bé mới chịu. Mẹ. Sao? Mẹ chở em bé. Em bé. Đúng rồi. Mẹ chở em bé. Đúng rồi, mẹ chở em bé đó. Chân bé. Chân em bé. Xe máy. Xe máy, đúng rồi. Mẹ chạy xe máy. Mama đó. Mama chở em bé. Mẹ chở bé. Mưa. Tự nhiên mưa lắc rắc rồi sao? Ok. Cô chừng té con à. Đúng rồi, ba lấy xe đẩy đó. Ba ba lấy xe đẩy rồi kìa. Nước á con. Đây. Hôm nay gia đình Khoai Tây đi siêu thị. Siêu thị.
bỏ. À con muốn đi bộ hả? Chị viên số phút kia. Ok đi bộ, đi đi bộ với má nè, con bay đẩy xe đẩy nè. À rồi. Giờ bánh, giờ bánh. Giờ bánh. Dầm bánh. Giờ bánh. À giỏ bánh đúng rồi, giỏ bánh của khoai tây. Ôi chùa cha, cái giỏ của khoai tây là đang đựng bánh trong đó mà cô chú, cho nên giỏ bánh, giỏ bánh nha. Ừ. Ừ. Giỏ bánh đó ha. Ôi bây giờ khoai tây nói là được nhiều lắm nhưng mà phải chú ý. Phải chú ý mới hiểu được em nói cái gì, chứ không chú ý là không có hiểu được thôi. Tại người ta hay nói tắt lắm. Ví dụ như kêu là ba ba vệ sinh nhà cửa, kêu ba ba nhà, à, cái gì ba nói cái gì quên. Ba ba vệ sinh nhà cửa mà kêu ba ba xin cửa. Ba ba xin cửa. Còn ban đêm thì ba làm việc, ba làm việc đâu hiểu là nó đang muốn nói gì đâu. Ban đêm mà sao không làm việc được. Gì? Chị chạy. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Điện thoại. Điện thoại nè. À, đây 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 má cầm. Trời ơi. Không mà cô chú thấy không, kia kia đang định là quay. À má má bỏ. Nó định quay hay gia đình đang đi. Mà vừa đi ngang qua cái khoai tây ngừng lại là nói là mama là phải lấy điện thoại chứ không thôi mất. Giữ của. Giờ giữ của lắm bà cô chú ơi. Không không chịu. Ô con chim. Ô con chim non. Chim non. Ừ. Ô con chim non đang tập bay. Bay. Chim non tập bay. Ừ. Tập bay. Chim non. Chim non. Tập bay. Tập bay. Chim non tập bay. Chim non bay. Ừ. Chim non tập bay. Chim non tập bay. Ừ. Bay bay. Chim non tập bay. Ừ. Giờ nói được nhiều rồi đó mà coi chim non tập bay nói được rồi. Rồi đi qua đường à đó. Có... đây 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 cầm tay má nè. À cầm tay má qua đường chứ cẩn thận quá chừng xe nha. Chim non tập bay. Học được cái từ chim non tập bay là bắt đầu á hả, là quá trời đọc. Ôi chú cha, hôm nay công viên đẹp ghê luôn. Bông gì mà màu sắc sặc sỡ luôn. Sao con? Hả? À mama đi bộ hả? Để chờ mama đi qua bên kia xíu. Mama đi bộ ha. Bông hoa, bông hoa cam. Mama.
Lo cái mồm coi. Chờ chút, cho cái phần cancel vô mất hình để khoai tây tự làm. Khoai tây tự làm. Đúng rồi, làm rồi đẩy vô con. Đây mama muốn phụ cho. Đấy, khoai tây tự làm. Rồi, đẩy vô, đẩy mạnh vô. Đúng rồi. Rồi, cắt nha. Con lấy cái này bỏ ra nè. Cầm cái này kéo ra. Đó, cầm vô. Bỏ ra. Đó, rồi. Rồi, kéo xe đẩy của mình ra. Một cắt xuống đây nữa. Đưa giỏ cho ba. Rồi. Rồi. Từ từ mắt phụ cho. Rồi. Kéo ra con. Rồi. Và kéo xe đẩy ra đây. Đây mình đi trên siêu thị. Em bé đó, trời ơi, tìm em bé nhanh ghê luôn. Mới thấy em bé đi ngang mà cái là em bé liền. Đây, không phải là má khoai tây quên đâu nha, mà cả ba khoai tây cũng quên nữa. Đây, một đống nè. Cái ảnh đi đổi cái chai uống nước không á, thì lấy tiền lại nè. Mà mỗi lần đi ra mua đồ là bắt đầu quên đưa cho người ta để người ta hoàn tiền lại cho mình, trừ vô cái hóa đơn. Toàn là quên không à. Đó, tao phải mua mình má khoai tây hay quên đâu, ba khoai tây cũng hay quên dữ lắm. Đi khoai tây đi vô siêu thị con đi. Rồi ba đẩy xe của con. Ba đẩy xe con, còn con đẩy xe của cô. Cái chừng hết con. Tính đến ra cho cô chú đi nè. Rồi đẩy xe vô. Rồi đẩy theo ba. Đẩy theo ba đi con. Đẩy mạnh vô. Má nè. Rồi đẩy vô. Đẩy phụ không chịu. Đất trồng cây. Nhà khoai tây hả? Không có cái giường gì hết trơn mà còn không có ban công nữa. Chứ có ban công mà cũng ráng hả? Tậu hai bịch về trồng cây rồi đó. Không có ban công. Dâu rẻ nè, mình sẽ mua 5 ơ mấy một ký. Đây. Con bỏ vô giỏ, con bỏ vô xe đẩy đi con. Chưa có ăn được đâu, khi nào mình trả tiền rồi xong mình mới ăn con à. Dâu tấy. Đây, mình đẩy đi con đi, mua hai hộp ha. Đi, đẩy xe con của con đi. Đây, tính ra cho cô làm việc nè. Mít áp thì còn 18 sen nè. Và không có áp thì còn 98 sen. Em má mua cho khoai tây ăn nha. Nhưng mà lát nữa mình mua xong, mình trả tiền xong, cái mình về nhà má rửa cho khoai tây rồi mới ăn được ha con ha. Ăn 5 ơ 1 ký. Giờ này chưa ăn được. Ăn nữa. Không, cầm bỏ vô giỏ của mình đi. Cầm bỏ vô giỏ, cầm bỏ vô xe đẩy nè con. Đúng rồi. Rồi cái giỏ của khoai tây sao lại để đây? Tới lấy cái giỏ của mình nè, giỏ bánh. Rồi đẩy xe đẩy đi. Con đẩy xe đẩy đi. Ba đâu. Đi tìm ba. Đây coi thử, hôm nay mua hết nhiều 37 ơ, tiết kiệm được 88 sen
mua đóng đồ dưới xì đậy của khoai tây nè. Nếu không mình về thôi ha con ha. Đó, mới trả tiền xong là ăn liền, ăn liền. Rồi đưa cho ba. Đưa cho ba. Ba cất. Rồi. Thôi đi về con ha, đi về đi. Mình đi chợ xong rồi đó mình đi về cho má nấu ăn nè. Có ăn là bắt đầu là ngồi xe đẩy cũng không có buồn. Ha. And it not make us laughing. Khoai tây chưa ngủ mà ba khoai tây tưởng khoai tây ngủ. Đang so how is it left to make a cafe ha? Không có ít. Bây giờ tới nhà ba khoai tây sẽ đi khoai tây vô giường để mà rô cho khoai tây ngủ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình khoai tây. Xin hẹn gặp lại những video sau. Rồi. Bye bye.